bỏ việc lương cao, cô gái 30 tuổi khởi nghiệp với một dòng sản phẩm đã thành triệu phú nhờ lời khuyên. Thành công cũng chỉ là đi thuê, không thuộc về ai mãi mãi. Cô gái này từng làm điều dưỡng gần 10 năm trước khi một sự kiện mang tính bước ngoặt đã khiến cô nghỉ việc và khởi nghiệp. Sáng lập thương hiệu Triệu Đô sau nỗi đau mất mát, Triệu Phú tự thân mâu nick xoát kết thành lập thương hiệu chăm sóc tóc tự nhiên Mew Organic vào năm 2014, khi cô 30 tuổi. Đây cũng là thời điểm xoát kết vừa trải qua một mất mát nặng nề đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Một sự kiện đau buồn đã xảy ra, khiến tôi nhận ra mục đích thực sự và sứ mệnh cuối cùng của mình. Năm 2013, tôi mang thai 8 tháng, nhưng con trai tôi đã không may qua đời. Jozi kết nói với CNBC Make It, khi đó, cô gái đã làm trong ngành điều dưỡng trong gần một thập kỷ. Đây là lĩnh vực mà gia đình đã định hướng cho Jozi Ket với cam đoan là thu nhập cao và có thể chống suy thoái, nhưng cô không đam mê nó, và việc quay lại môi trường đó trong khi đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh dường như quá khó khăn. Georgie Kett bắt đầu pha chế các sản phẩm dành cho tóc trong nhà bếp của mình. Đó không chỉ là cách giúp cô vượt qua nỗi đau mất con, mà còn là khởi đầu cho thương hiệu triệu đô, có sản phẩm được bán tại hơn 100.000 cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Trong giai đoạn đầu, Georgie Kett cho biết mình rất khó vay vốn từ ngân hàng và thuyết phục các nhà đầu tư càng là một thử thách lớn hơn. Vậy nên cô buộc phải tiếp tục công việc điều dưỡng 6 tháng nữa và rút cạn kiệt tiền tiết kiệm của mình. Mỗi khi vợ chồng tôi được trả lương, toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng đều đổ vào việc kinh doanh chúng tôi phải hy sinh điều kiện sống của mình không thể sống thoải mái như bạn bè của mình được nữa chúng tôi thậm chí còn rút tài khoản hưu trí của mình để lấy vốn kinh doanh Monique nick gì kết chia sẻ sản phẩm đầu tiên của Mew organic là dầu dưỡng tóc hạnh nhân bạc hà nó bán chạy kinh khủng và vẫn bán chạy nhất cho đến ngày nay jordy kết nói jordy kết cũng chú trọng xây dựng nền tảng thương mại điện tử từ rất sớm từ đó, cô có thể kết nối với các nhà môi giới bán hàng, nhà sản xuất và nhà tiếp thị tại các triển lãm thương mại với mục tiêu cuối cùng là mở rộng quy mô bằng cách đưa sản phẩm đến các cửa hàng bán lẻ. Nhờ làm việc chăm chỉ và tạo dựng các mối quan hệ, Rosey kết và chồng đã nhận được một khoản vay. Số tiền này cuối cùng đã giúp họ có được đối tác bán lẻ đầu tiên, Sally Beauty. Năm 2020, cô nhận được tài trợ trong vòng hạt giống đầu tiên từ tổ chức NW Voice Youth Foundation. Một năm sau, Mew Organic đã nhận được khoản tài trợ khổng lồ 100 triệu USD từ Baxter Partner, một công ty cổ phần tư nhân. Theo báo cáo của Aflotech, Mew Organic hiện có giá trị hơn 100 triệu USD sau khi thành công với dòng sản phẩm chăm sóc tóc. Thương hiệu này đã mở rộng thêm các dòng sản phẩm chăm sóc da. Mew được phân phối tại hơn 87 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Caribe. Thành công không thuộc về ai mà chỉ được thuê mặc dù sở hữu nhiều cố vấn nhưng doát di kết cho biết lời khuyên nghề nghiệp tốt nhất mà cô từng nhận được thực sự đến từ chồng mình anh ấy luôn cho tôi những lời khuyên tuyệt vời đặc biệt là câu nói đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi thành công không thuộc quyền sở hữu của bất cứ một ai mà nó được cho thuê tiền thuê phải trả hàng ngày vậy nên đừng tự mãn đừng thoải mái và đừng bao giờ cảm thấy như mình đã tạo ra thành công vì khi bạn có thành quả nhất định nhiều người cũng sẽ cố đuổi kịp và vượt qua bạn Hãy tiếp tục làm việc và phấn đấu như thể bạn biết vị trí của mình luôn lung lay, George kết nói. Miu Organic là một trong những thương hiệu làm đẹp có sự phát triển nhanh kỳ tích tại Mỹ, đi cùng nhiều thăng trầm. George Di kết nói rằng tác động đến cộng đồng là một trong những phần đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của cô. Một cô bé ngồi ở nhà, lướt mạng xã hội có thể được khơi dậy sự nhiệt huyết, đam mê khi thấy Monique Zodergate đang làm điều gì đó mang tính lịch sử, phá vỡ mọi rào cản. Cô bé hoàn toàn có thể là người tiếp nối tôi, làm nên những kỳ tích tiếp theo, CEO Miu Organic chia sẻ. Những cô gái nhỏ của tôi cũng đang ở nhà và xem mẹ của chúng làm được những điều không tưởng. Điều đó khiến lũ trẻ tin rằng chúng có thể đạt được bất cứ điều gì mà chúng đặt ra. Tháng 1 năm 2023, Monique Zodziket tuyên bố cô đã bán lại công ty của mình cho PG Beauty, một trong những công ty về sản phẩm làm đẹp sở hữu các thương hiệu đình đám như Olay, Pantene, Hitsauder, Aussie. George kết cũng cho biết cô và chồng vẫn sẽ là CEO và CEO của Mew Organic. Theo CNBC,